Sau những thành công vang dội vượt ngoài sức tưởng tượng của 3 phần phim Lật Mặt, chiều ngày 12 tháng 12 tại Diamond Play, thành phố Hồ Chí Minh, đạo diễn tài năng Lý Hải cùng vợ anh, nhà sản xuất Minh Hà đã hé lộ những thông tin mới nhất về phần phim thứ tư của loạt phim cực kỳ ăn khách này. Nói cái tên phim là Lật Mặt thì Lý Hải chỉ là cái series phim thôi, chứ cái nội dung phim thì hoàn toàn khác và không có dính dáng gì với cái nội dung của phần 1, phần 2 và phần 3 gì rồi hết. Lật Mặt 4 vẫn do đích thân Lý Hải viết kịch bản và đứng ghế đạo diễn. Tuy nhiên, nếu Lật Mặt 1 và 2 xoáy sâu vào tình yêu nghề của những người làm nghệ thuật chân chính, Lật Mặt 3 khai thác đề tài gia đình với nhiều chi tiết cảm động và những bài học ý nghĩa giàu tính nhân văn, thì Lật Mặt 4 hứa hẹn sẽ gây nên nhiều bất ngờ trên màn ảnh rộng với một kịch bản mà theo như Lý Hải tiết lộ là độc nhất vô nhị thuộc thể loại ma hài. Theo nghiên cứu của Lý Hải thì phim ma Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà khoảng thời gian rất là lâu rồi ở Việt Nam mình chưa thấy xuất hiện bộ phim ma hài. Đó, ma mà chính thống thì rất là nhiều, còn ma hài theo cái kiểu kể chuyện của Lý Hải thì hầu như Lý Hải là cảm thấy là không có đụng hàng. Bởi vậy Lý Hải rất là tự tin về cái câu chuyện mà Lý Hải sẽ kể cho khán giả xem. Khác với những người tiền nhiệm trước đó, Lật Mặt 4 là một món ăn tinh thần mới lạ với phần kịch bản thuộc thể loại ma hài. Vì vậy, bên cạnh những chi tiết thoát tim, Lật Mặt 4 cũng sẽ mang lại những tiếng cười vui nhộn cho khán giả. Bên cạnh sự quay trở lại của cặp vợ chồng quyền lực Lý Hải Minh Hà, góp phần bảo chứng cho chất lượng của tác phẩm, Lật Mặt 4 quy tụ dàn diễn viên tài năng nhất của showbiz Việt hiện nay. Đảm nhận vai chính trong phim lần này gồm có nghệ sĩ Tú Trinh, diễn viên Huy Khánh, diễn viên Kathleen Phan Võ, diễn viên ca sĩ Trầy Quân, nghệ sĩ hài Mạc Văn Khoa, nghệ sĩ hài Lê Hoàng và diễn viên nhí Tiến Ngô, cùng các khách mời nghệ sĩ Tiết Cương, ca sĩ Emily và chàng trai mang hai dòng máu Pháp Việt, Marcus Guilhem. Hầu như là gần như là Lý Hải đã đo ni đóng dài kịch bản mình cho tất cả các nhân vật. Thì khi mà xem các bạn cảm thấy là những nhân vật sẽ rất là dễ thể hiện cái vai của mình. Song song đó thì có một cái nhân vật mẹ cũng đi xuyên suốt từ đầu phim đến cuối phim với năm nhân vật này, đó là cô Tú Trinh. Tú Trinh đây là có thể nói là sau cái thành công cái vai trong Lật Mặt 3 thì Lý Hải cảm thấy cái vai phần 4 là rất thích hợp và gần như là Lý Hải đã đo đi đóng dài viết riêng cho cô Tú Trinh vai này. Đây là một bộ phim về hài và có nội dung hơi ma mị chút xíu. Và cái nhân vật này mà Huy Khánh đảm nhận thì hoàn toàn không giống của Lật Mặt 3. Và các diễn viên trong phim cũng đã thay đổi gần như là 99%, chỉ còn một người lại là Huy Khánh mà thôi. Trước giờ thì qua đi phim thì cũng tương đối là nhiều rồi, nhưng mà mỗi một vai thì thật sự là cũng là đảm nhận bên hài thôi. Thì đây thì với Lật Mặt 4 này thì một vai, nói chung là một vai xuyên suốt từ đầu tới cuối thì cũng khá là nặng ký, nhưng mà Khoa nghĩ thì đọc kịch bản thì Khoa nghĩ là Khoa sẽ làm được, bởi vì anh Hải viết cũng đúng với lại cái chất hài của mình, cho nên là cũng khá là dễ khi vào vai. Chỉ có những phần đoạn mà cũng có những phần đoạn mà cần tâm lý và thường thì là ít thoại, không thoại, nhưng mà rất là khó, nhưng mà hy vọng thì Khoa sẽ cố gắng. Và có anh Khánh rồi anh Mèo nữa chỉ dẫn thì Khoa nghĩ là mình sẽ hoàn thành tốt được vai diễn này. Cũng trong buổi họp báo, nhà sản xuất Minh Hà, bà xã của Lý Hải đã tiết lộ con số thực hiện phim Lật Mặt 4 sẽ không dưới 17 tỷ đồng. Minh Hà cho biết cô bỏ tiền để Lý Hải làm phim một phần vì đam mê, phần khác vì muốn tạo dựng niềm tin cho khán giả, dù là Lý Hải đang hoạt động ở lĩnh vực âm nhạc hay điện ảnh. Lật Mặt 4 sẽ chính thức bấm máy vào ngày 18 tháng 12 tới tại Đà Lạt. Phim sẽ quay trong vòng 1 tháng và dự kiến sẽ được khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào tháng 4 năm 2019.